Tiếp tục một đơn hàng của anh Điệp gồm có hai con 506, rất là ưng với 506 và một con cây 512. Đấy, anh có đi xe đến lấy cho em. Đấy, đến tham khảo và phải bốc lên xe luôn. Hay thôi, không cần phải ấy đâu, không, cái này không phải bọc đâu. Anh nghe loa này không cần phải bọc, nhưng nó cũng uốn đây rồi, âm ly nó sắc thôi thì mới bảo bọc. Loa thì nó ấy rồi, về đỡ phải tháo. Vừa không anh? Chắc là loa để lên ghế phụ ấy anh ạ. Loa ghế phụ này, đây. Cánh ơi. Đấy, là ngon này. Để lốt bên kia nữa là đẹp.